Năm nay là năm thứ 9 Việt Nam hưởng ứng giờ trái đất. Không thể phủ nhận những lợi ích sự kiện này mang lại, mà dễ nhận thấy nhất là số điện năng được tiết kiệm mỗi khi giờ trái đất được triển khai. Tuy nhiên, đánh giá về hiệu quả, nhiều ý kiến cho rằng việc tắt đèn dường như chỉ là sân chơi cho giới trẻ, vẫn chỉ mang tính phong trào hình thức. Chúng tôi sẽ chứng minh nhận định này qua ghi nhận sau đây. 20:30 ngày 25 tháng 3 năm 2017. Nhà hát lớn Tràng Tiền Plaza, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nhiều tòa nhà lớn tại khu vực bờ hồ, các phố đi bộ của Hà Nội đồng loạt tắt đèn điện chiếu sáng, đèn trang trí, biển quảng cáo nhằm hưởng ứng sự kiện giờ trái đất. Cũng vào lúc 20:30 ngày 25 tháng 3 tại ngã ba Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, mọi hoạt động diễn ra bình thường. 20:35, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Quan Hoa cùng chiếc loa phát thanh đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động tắt điện. Dường như mọi thứ chỉ để cho có. Nhà nào tắt cứ tắt, nhà nào bật vẫn cứ bật. Và đèn vẫn sáng tại nhiều khu phố. Khi được hỏi về giờ trái đất và ý nghĩa của nó, thì chẳng cần suy nghĩ, các bạn trẻ có thể lưu loát trả lời ngay được. Một giờ tắt tiết kiệm nào đó thì sẽ cho đất nước mình hay là cũng như là thế giới nào đó thì mang lại một cái nguồn lợi ích nào đấy riêng cho mỗi cá nhân đất nước cũng như là toàn bộ người dân trên thế giới. Nên là mình nghĩ là mình rất là ủng hộ cái chương trình này, nên là mình rất là nhiệt tình tham gia. Giờ trái đất này diễn ra hàng năm và ngày hôm nay có ý nghĩa rất là lớn, giúp cho chúng ta tiết kiệm được điện. Mình nghĩ là mình sẽ tắt điện đi ạ, và cùng mọi người ạ, và có thể là cùng bạn bè, gọi điện cho bạn bè, nhắc nhở bạn bè là tắt điện để hưởng ngày hôm nay ạ. Thế nhưng nói là một chuyện, thực hiện đến đâu lại là chuyện khác. 21:20 tại đường Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoạt động buôn bán tại cửa hàng Anh Sơn vẫn diễn ra bình thường. Đây là lần đầu tiên anh nghe thôi, mà anh cũng mới thấy ở phường đi qua rồi, anh còn chưa biết là như thế nào cơ. Đi qua là họ bảo là bọn anh cửa hàng ở ngoài tắt điện ở ngoài cửa hàng thôi. Chưa kịp nghe thì họ đi lại qua mất rồi. Hưởng ứng một chiến dịch có quy mô toàn cầu là điều cần thiết. Thế nhưng để lan tỏa sâu rộng thông điệp để tiết kiệm điện thì chắc chắn không chỉ giới hạn trong khuôn khổ một giờ đồng hồ ít ỏi. Điều quan trọng vẫn là sự thay đổi trong nhận thức của mỗi người dân. Hàng ngày, hàng giờ, đúng như chữ số của chiến dịch 60 cộng.